Em xin chào cả nhà. Bất động sản đặc biệt rất vui lại tiếp tục đồng hành cùng quý đầu tư và anh chị. Bên em nhận nhà và đất là chính chủ nên giá cả và giấy tờ pháp lý rõ ràng, nên anh chị và cô chú mình cũng yên tâm nha. Hôm nay em về đây là ở ấp Hữu Hòa, xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, để đến chị một vườn cây trái nhìn rất là mê nha anh chị nha. Với ngang diện tích là 42, chiều sâu là 67m anh chị nha. Trên tổng diện tích là 2.800m2 nha anh chị. Cái hướng đất mình đây là hướng chánh đông nha. Anh chị nào mà hợp phong thủy xây nhà ở, đây là vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú ha. Hiện tại em có mặt ở đây là đường nhựa anh chị ha. Đường này kêu bằng đường huyện 36 chị nha. Ở đây trước màn hình mình là có cái bảng là nông thôn mới xã Hữu Đạo anh chị nha. Nếu anh chị ở như là thành phố Hồ Chí Minh á, thì nếu mà tính từ bến xe miền Tây anh chị, từ bến xe miền Tây mà về tới cái vườn cây trái của mình là 75 cây số là tới anh chị nha. Đây là cái vị trí đưa lên trực tiếp cho anh chị mình thấy rõ hơn nha. Còn nếu mà anh chị ở xa như ở như là khu vực như là Cây Lậy, Cần Thơ, Vĩnh Long anh chị, thì anh chị tới ngay vị trí ngay chỗ mà ủy ban xã Hữu Đạo em sẽ đón anh chị ha, là ngay chỗ đứng đây nè anh chị. Ở đây thì có rất là nhiều tiện ích như là chợ, trường học, ủy ban, ngân hàng và rất là nhiều tiện ích khác nha. Từ cái đường huyện 36 này á, mình chạy vô đất mình á, chỉ có là 450m là tới anh chị nha. Rồi để em quay qua cái bảng đường vô cái đường đan cho anh chị mình xem ha. Đây là anh chị, đây là tổ nhân dân tự quản số 5 nha anh chị ha. Mình vô đường này nè anh chị nha. Cái đường này đan chỉ có 2m thôi anh chị, xe ô tô mà vô không được anh chị ha. Đây có bảng vô vạch nè anh chị ha. Kế bên cái đường vô cái miếng đất vườn mình á, có cái tập hóa nè chị ha, tập hóa Ngân Giang đó. Đang quay kỹ cho anh chị biết cái đường vô cái miếng đất của mình nha anh chị. Rồi em xin mời anh chị ha, giờ em chạy xe từ từ vô bên trong để cho anh chị mình tham quan đường xá và hàng xóm nha anh chị nha. Để em lấy xe các anh chị. Trong đây thì nhà cửa rất là đông chị ha. Gần chỗ cái vườn cây trái của mình á, thì chỗ đó thì ít nhà thôi, khúc ngoài đây thì rất là đông nha anh chị. Vườn cây trái cây đất mình anh chị thì có điện nước cáp wifi đầy đủ hết anh chị nha. Ở đây mình xài nước máy không có mặn cũng không có nhiễm phèn nha anh chị, nên chị cô chú mình cũng yên tâm nha. Mình đi thẳng một đường vô là tới chị ha. Ở dưới quê chị thì nông thôn á, thì đường xá thì nó hơi cong quẹo xíu chị, theo cái đường đan đó chị ha, nó không được thẳng nha anh chị. Ở khu vực mình ở tại đây thì có đèn đường luôn chị nha, để quay cao cho chị xem nè. Đây chị không có đèn đường rồi nè, quay rất là kỹ từng chi tiết luôn để cho anh chị mình thấy rõ cái đường xá vô đất mình nha anh chị. Em chạy chậm chậm để cho anh chị mình quan sát đường xá anh chị nha, chứ mình chạy vô khoảng là 450m mới tới cái vườn nha anh chị. Đây anh chị không, xung quanh hai bên nhà cửa khá đông. Giá chủ ký gửi giá bán anh chị là 800 triệu là 1.000m2 nha anh chị. Cái này lên tổng diện tích đó là 2.800m2 chị ha. Đường mình đây là trước đất mình chỉ có 2m thôi anh chị, xe ô tô mình vô không được chị nha. Rồi mình đã tới đất anh chị ha, để em đậu xe lại cho anh chị nha, em chỉ ranh giới gõ cho anh chị mình nắm nha. Đây đất mình nằm mặt tiền này là đang là 2m nha anh chị ha. Cái đường trước đất mình đây là đường thông, đường công cộng anh chị ha. Mình chạy khoảng là 300m nữa là đụng tới cặp bờ kinh anh chị. Cái đường đất đó thì chuẩn bị là đổ đan là đường đó là cặp bờ đê là 2,5m anh chị ha. Hiện tại thì còn đường đất anh chị nha. Rồi để em chỉ ranh giới cho anh chị mình nắm nha. Đây. Cái đường này cũng là đường công cộng mà có 1m anh chị ha.
Đất mình từ cái mí bên đây nè anh chị. Đó, cái bờ này người nửa bờ nhưng mà mình không có làm gào ở nửa bờ chị ha, mình có thể làm gào mé đây anh chị nha. Cái mương này của mình nha anh chị. Đó, sâu vô là 67 m nha anh chị ha. Còn cái mặt tiền đường đan 2 m của mình á là 42 m nha. Đây một cái vườn cây trái cực kỳ đẹp chị. Đó, đẹp tuyệt vời chị ha. Mít thì là mít Thái hiện tại đang có quay lại luôn chị nha. Đất mình thì cao bằng cái đường đan luôn chị nha, không có thấp nha chị. Nó quay xuống cho chị cái đường đan nè, chị không? Đất mình rất là cao chị ha. Dừa thì hiện tại cũng đang có quay lại luôn, rồi có sabuche nè, rồi có bưởi nè, mít nè, rất là nhiều cây trái khác chị ha. Để quay lên cho chị xem. Cái dừa trước đây thì trồng khoảng 10 năm anh chị ha. Còn một số cây trồng sau này thì khoảng là 3 năm thôi anh chị. Còn nhỏ anh chị ha. Cái mặt tiền mình cũng rất là rộng nha anh chị ha. 42 mét rất là rộng nha anh chị. Đây một cái vườn cây trái nhìn rất là mê anh chị ha. Anh chị hoặc cô chú cũng đừng quên like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký dưới hình để tương tác với em. Để nhận được video mới nhất. Tìm đất nền, đất công, đất vườn hay là nhà ở để cho anh chị đầu tư hay về đây mình nghỉ dưỡng và nhiều mục đích khác ha. Chân thành cảm ơn quý đầu tư rất nhiều nha. Bên em cũng có đội thi công công trình sang lắp mặt bằng và làm gào theo yêu cầu của khách hàng. Anh chị và cô chú nào có nhu cầu á, bên em hỗ trợ cho anh chị và cô chú nha. Em thấy cái đất này bằng phẳng khá là đẹp chị ha. Hiện tại đang có quy lợi. Có cái này đó, đất mình thì chưa có làm gào nha chị nha. Đây, cái ranh giới là cái mương này của mình nè anh chị. Đây, cây bình bát nè anh chị ha. Từ mí cây bình bát nè anh chị nha. Đây là cái mương của mình luôn. Đó, chủ kỳ chỉ cho em rất là kỹ anh chị ha. Em chỉ lại cho anh chị đó. Rồi, để quay qua cái mặt tiền 42 mét lại cho anh chị xem nè. Đây anh chị không? Từ chỗ xe em đậu nắng anh chị là mặt tiền là 42 mét. Chiều sâu á là 67 mét nha. Lên tổng diện tích cái vườn cây trái của mình là 2.800 m2 anh chị. Từ đất vườn mình á, đi ra chỗ mà đường nhựa huyện 36 á. Nay em quay cho anh chị xem á, là khoảng là 450 mét là tới chị nha. Rồi, xin mời anh chị ha. Giờ mình đi từ từ mình vô bên trong, mình tham quan vườn cây bên trái anh chị nha. Mỗi clip á chị là khoảng là 5 mét đó chị ha. Có một cái mương. Cái mương này anh chị ha. Mương này nhỏ thôi, khoảng 1 mét rưỡi anh chị ha. Nó không có chiếm diện tích đất hình nhiều anh chị. Trên đất mình thì không có màu mã, không có vướng dây điện cao thế gì anh chị nha. Giá chủ ký gửi giá bán là 800 triệu là 1.000 mét vuông nha anh chị. Giá này chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn anh chị nha. Hiện tại thì dừa, bưởi, mít hiện tại và đang có quy lợi luôn chị ha. Sabuche nữa chị, sabuche hiện tại thì cũng đang có trái luôn. Dừa này có trồng mới có 3 năm rồi anh chị thấy không? Khoảng 1 mét rồi có trái rồi anh chị thấy không? Đây là sabuche. Sabuche thì trái quanh năm anh chị nha. Hiện tại em đang quay buổi chiều anh chị nên camera nó hơi mờ, tối mặt trời xíu anh chị và cô chú mình cũng thông cảm nha. Cái đường đi hơi khó khăn xíu anh chị ha. Anh chị cũng thấy rất là rõ ha. Sabuche cành rất là nhiều anh chị, đi rất là khó khăn anh chị ha. Em cũng cố gắng quay những sản phẩm mới, tìm đất nền, đất công, đất vườn, giá hợp lý, giá rẻ để cho anh chị mua để đầu tư hay về đây mình cắt cái nhà, mình nghỉ dưỡng hay là mình làm vườn cho chị nha. Nếu mà anh chị thích cái vườn này á, thì anh chị cứ gọi cho em ha, thì em có nhân viên dẫn chị xem trực tiếp nha. Thì nếu anh chị mua cũng được và không mua cũng được, không sao chị. Mình coi thực tế một lần nữa và gặp chính chủ luôn. Rồi mình thương lượng cái giá hợp lý mình mua anh chị ha. Đây một diện đất em thấy rất là ăn ý chị ha. Mỗi mô rất là cao chị thấy không? Đất mình cũng rất là dài chị ha, dài là 67 mét anh chị. Nãy giờ đi chưa hết đất nha anh chị ha. Trên đất mình rất là nhiều cây trái anh chị nha. Cái này mình mua đầu tư cũng rất là thích hợp chị. Tại vì thứ nhất em thấy đây đó, thì cái được cái mặt tiền mình đó là 42 mét cũng rất là rộng rãi rồi anh chị ha. Còn thứ hai đó, đây là đường đan là 2 mét. Đường công cộng đó anh chị. Còn cái thứ ba là mình cách chợ tiện ích ở ủy ban xã Hữu Đạo chỉ có là
450 mét là tới rồi, anh chị thấy không? Rất là gần. Ví dụ anh chị mua đây thì mình phân ra mình bán cũng rất là dễ chị ha. Đây dừa nè chị ha, nhìn rất là ham chị. Rồi để em cố gắng đi ra ranh cuối cùng lên chị ha, để cho anh chị mình thấy rõ cái ranh giới cuối cùng nha anh chị nha. Tại đất mình rất là dài mà đường đi cũng hơi rất là khó khăn. Cái này mình về mình cải tạo xíu chị nha, mình bằng cỏ nè chị thấy không, cỏ rất là nhiều. Rồi mình bón phân thêm chị, tại vì em thấy cái vườn này thì hình đi thiếu phân á chị. Cây trái thì cũng có nhưng mà không có nhiều lắm đó anh chị nha. Miếng đất thì rất là đẹp đó anh chị. Ồ đây có tới ổi nè chị. Ổi này có chín rồi anh chị ha. Để em hái cho coi. Đây. Cái ổi này ổi trong ruột tông màu đỏ chị. Ổi nè, ăn rất là ngọt anh chị ha. Rồi, em đã ganh ra tới ganh cuối cùng của đất rồi anh chị ha. Để em chỉ ganh giới cho anh chị mình nắm nha. Đây. Đây là cái mương của mình nha anh chị. Để em quay kỹ cho chị xem. Cái mương này khoảng 1 mét nè chị ha. Cái ganh giới của mình cuối cùng đây là cái hàng rào bơm bập nè chị nha. Đó đây là người nửa bà anh chị. Hiện tại em đang đứng đây là ganh cuối cùng của đất anh chị ha. Rồi đến đây em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái vườn cây ăn trái nằm xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với em số thoại màn hình ha. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc là cái giá chủ ký gửi là 800 triệu là 1.000 mét vuông nha anh chị ha. Giá này nó chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn anh chị ha. Hiện tại cái sổ này là sổ tổng anh chị ha. Và cái sổ này sổ đỏ nè chị, chưa qua đầu tư. Miếng đất này đó rất thích hợp. Tại vì cái này chưa qua đầu tư thì cái giá thành nó không có độm lên chị ha. Còn nếu mà anh chị mua qua đầu tư rồi đó, giá thành có thể là cao hơn để người ta mua đầu tư đó, có lợi nhuận anh chị ha. Anh chị và cô chú cứ bạn Zalo em để em tư vấn và hỗ trợ cho anh chị nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.